Han Hee-jin, mỹ nhân truyền thuyết du môn nhục nhã vì chồng vướng vào bê bối động trời. Han Hee-jin, mỹ nhân truyền thuyết du môn kết hôn với cầu thủ Ki Sung-yeon vào năm 2013. Cặp đôi luôn được biết đến là gia đình mẫu mực của showbiz Hàn. Thế nhưng đến tháng 2 năm nay, bất ngờ có hai nạn nhân tố cáo Ki Sung-yeon ép họ quan hệ đồng tính từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2000. Lời tố cáo này khiến làng giải trí rúng động. Phía danh thủ đình đám lên tiếng phủ nhận cáo buộc, đồng thời đã đâm đơn kiện hai người tố cáo lên tòa vào tháng 3. Đến nay, vụ kiện vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Trong ngày 26 tháng 5, mỹ nhân truyền thuyết Du Mông đã đăng tải một bức thư dài lên trang cá nhân, khẳng định tất cả những cáo buộc tấn công tình dục đều là dối trá và gia đình cô quyết kiện đến cùng để lấy lại danh dự. Nguyên văn bài chia sẻ của Han Hee-jin: "Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để những kẻ nói ra những lời nói dối kinh khủng đó, đẩy gia đình chúng tôi vào hố sâu bẩn thỉu sẽ phải bị trừng trị thích đáng. Tôi không biết là mình đã tốn thời gian với ai cả mấy tháng vừa qua nữa. Chúng tôi đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, chán nản, rơi vào tuyệt vọng. Thực tế là không ai tin vào chúng tôi nữa, dù có phủ nhận các cáo buộc bao nhiêu lần đi nữa. Chúng tôi không hiểu vì sao điều đó lại xảy ra với gia đình mình, rồi chợt nhận ra thế giới này quá đáng sợ. Những lời cáo buộc lố bịch lại nổ ra trong đêm qua, cuộc sống gia đình của chúng tôi đã bị đảo lộn rất nhiều. Vẫn có những người bạn cũ luôn ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh nên chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình với niềm tin vào những người đang ủng hộ chúng tôi. Tất cả những người vẫn đang bình luận mỉa mai, gửi tin nhắn ác ý, tôi yêu cầu bạn dừng lại. Chúng tôi sẽ thành thật xin lỗi về những điều chúng tôi sai, nhưng hãy tin vào chúng tôi rằng điều này chưa từng xảy ra, các cáo buộc hoàn toàn là dối trá." Trước đó, luật sư của hai nạn nhân cáo buộc Ki Sung-yeon và đồng đội của anh đã ép hai đàn em học lớp 6 trong đội bóng đá phải thực hiện hành vi tình dục với nhau trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2000. Khi các nạn nhân không chấp nhận yêu cầu này, hai cầu thủ lớn tuổi hơn đã đánh đập họ không thương tiếc. Hai cầu thủ nhỏ tuổi đã trở thành con mồi của những thủ phạm này vì chúng còn nhỏ và tính cách nội tâm nhút nhát. Đã 20 năm đi qua, hai người đàn ông này vẫn có những hồi ức rõ rệt về những gì đã xảy ra hồi đó và họ vẫn bị tổn thương bởi những ký ức đó, luật sư nói. Theo luật sư, thủ phạm thứ hai bị cáo buộc hiện giảng dạy tại một trường đại học ở Wanzhou với vai trò trợ giảng. Trong khi đó, một trong hai nạn nhân đã chơi 8 mùa giải chuyên nghiệp trước khi giải nghệ vài năm trước và người còn lại đang làm việc như một công ty agency. Trước hết, các nạn nhân muốn một lời xin lỗi chân thành. Những tổn thương gây ra cho họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này. Luật sư của hai nạn nhân nói, nam luật sư thừa nhận rằng sẽ rất khó để giải quyết vụ việc dưới danh nghĩa một vụ kiện hình sự, bởi vì hai thủ phạm bị cáo buộc đều chỉ là trẻ vị thành niên, ở thời điểm sự việc được cho là đã xảy ra. Cho đến giờ, thời gian hiệu lực đã hết, nhưng luật sư cho biết vẫn quyết định công khai những cáo buộc này vì hai khách hàng của anh đã mô tả rất cụ thể sự việc, đến mức họ có thể nhớ lại chính xác ngày họ được yêu cầu thực hiện hành vi tình dục trên. Scandal của chồng khiến nữ diễn viên Han Hee-jin tổn thương nghiêm trọng. Tuy kết quả vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ, nhưng gia đình nữ diễn viên vẫn bị netizen ném đá không thương tiếc. Đáng nói, đây không phải là lần đầu Han Hee-jin bị chồng liên lụy vì những bê bối không đáng có. Khi mới kết hôn, Ki Sung-yeon thản nhiên đăng tải nhiều phát ngôn bị cho là ngông cuồng và thiếu suy nghĩ nhắm vào huấn luyện viên nổi tiếng Choi Kang-hee. Dù đã xin lỗi người hâm mộ và ẩn đi dòng trạng thái bị phản đối, nhưng chỉ vài ngày sau, Sung-yeon lại tiếp tục cho hiện lại các phát ngôn này khiến dư luận dậy sóng và khẳng định anh chàng chưa thực sự hối hận biết điều. Ngôi sao bóng đá phải xóa luôn Facebook vì không chịu nổi sự lên án kịch liệt từ công chúng. Không còn nơi trút giận, cư dân mạng chuyển hướng sang trang cá nhân của Han Hee-jin. Chưa kịp đọc hết lời chúc phúc từ người hâm mộ, nữ diễn viên truyền thuyết Du Mông đã khốn đốn vì hàng loạt bình luận tiêu cực. Hãy dạy dỗ chồng cô cho tử tế. Anh ta tưởng cưới được Han Hee-jin là có quyền phát ngôn bừa bãi hay sao? Phiền cô nói lại với bạn đời của mình rằng nên biết giới hạn dừng lại là ở đâu đi. Mũi dùi dư luận khiến Han Hee-jin không còn cách nào khác phải đóng cửa tài khoản cá nhân. Trên chương trình truyền hình Healing Camp, người đẹp đa tài trải lòng về scandal của chồng. Đó là quãng thời gian khó khăn của cả hai chúng tôi, nhưng chỉ cần tin tưởng và ở bên nhau, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Sau vụ việc, chúng tôi càng thêm gắn bó hơn, tôi sẽ hết lòng ủng hộ anh ấy dù bất cứ chuyện gì xảy đến.